Đường đó. Đây. Nó để cái tàn vậy nè, nó rắc đường lên vậy dắt ra lộn lại. Mặt ông gùi chất lượng. Cái này rất là ngon rồi. Tại vì tôi nay có mua có làm thuốc, có mua xị 600 ngàn. Chưa. Để tôi bắt ông. Chứ sao tôi đánh tôi lận sợ để ngoài kiến. Dạ đúng rồi. Sợ kiến vô cái rừng sao mình lượt được. Thầy chùa đi bắt ông xuống núi này xuống núi bắt ông. Chứ sao nó phải nó về về nhộm đầu đỏ đỏ đầu đen mà về nó bị bệnh nổi ba cái tái rạ nè. Thầy đi lên bà thầy tên Lộc Thuận bà kêu cạo đừng xức thuốc đầu nó này nó cạo về chứ đâu phải vậy đâu. Về đây chối nước hả? Ừ. Có ngày thầy sống mà Đà Lạt học sửa xe la nghề rồi đó xong đá. Về hai anh em mới cưới bình độ nè. Ừ. Ông làm cục. Để đó đi. Gặm. Băng tăng biết sợ thằng nào không. Ủa Việt Nam mà lấy này chi vậy vừa? Có nha, trời ơi, dặn dạ. Dặn chứ. Không không dục dục chết thấy ông để con tủ đóng không à. Mà ông gùi chất lượng cao hả? À. Không này để ngâm rượu được nè. Ngâm rồi ngâm để rượu đóng. Chai tắm nè. Một hũ bự. Dạ. Ông gùi rượu cốt ngâm. Họ túm nguyên con luôn mà vậy. Bắt túm luôn vậy nó hổ. Ừ, vậy phải rồi chi có ông đâu bắt nó luôn. Ừ. Tấm nguyên trong cái bọc luôn vậy đổ trong cái bình ba ổ ngâm hai rồi. Thôi vậy chai này để anh ha. Rồi rồi hồi anh lấy đi gửi tiền. Để nó múc đi quay lại lấy cũng được. Lên đâu nữa đi. Lấy luôn đấy, để lấy luôn đầy giờ. Hai thằng làm sáng giờ đó hả? Mới đi. Thằng này mới đi, còn chai này thằng này bắt sáng. Đồ độ hay ta. Để đặt ăn thấy chất lượng. À đúng đúng rồi. Quá ngon. Dẻo luôn mà không kia đẹp đâu mà không có thôi. Nãy thấy cái ông này nào bưng cái thao đi ngang đó. Đó đi ngang đường này nè, ông mới hôm qua ông kêu quất cái thao bự hơn nó. Dạ. Bưng không nổi đi ngang đây nè. Ừ. Cái đó là mấy cái tàn này nó rưới đường tổng rồi đó. Dạ. Nó đem theo cái chai xị như vậy nó thắng nước đường cái nó rưới vô này nè. Cái nó bắt bơm vô. Cái cục đó cái nó để lên trên cái nhiễu xuống cái dở dắt ra. Mấy cái lỗ lỗ như nè năm, nó bơm vô đường ta, bơm ta. Gì ha. Dắt vô mua mấy nữa làm chết. Bữa bưng đi Ngọc Thai bưng không nổi luôn. Rồi lấy tà lịch đổi vậy, mới bưng thao ha nữa nè. Mới thấy bưng thao đi ngang. Lấy tà lịch đổ. Tà lịch mới thấy sao lấy con tà lịch. Chứ ông đâu mà bắt nguyên thao dữ. Ông đâu bắt hay. Ngày nào cũng bỡ thao. Thao thấy thao vậy chứ để lót tàn đậy dưới đó. Bà. Nhiều hả? Nhiều mà. Chứ sớm sớm gặp cái bà nào đó đi bánh phà bà cũng muốn để cho nguyên một cây ấy mà nhưng mà nghĩ là không có. Quặng đâu lấy này cũng đổ quặng ý ta nói là làm quặng đổ vô vậy trời mặt ông dễ đổ không chết đổ nó có lan ra ngoài đâu sợ kẹo luôn làm ngon ghê không có chùm chàng đó nha rồi anh để chừng ngày mai là anh sôi anh mở nắp là nó tàu luôn có bọt luôn á bọt lắm mà ông gùi chín hiệu rồi chất lượng luôn thấy rõ ràng kẹo luôn rồi em